Mến thưa quý vị và các bạn, Minh Toàn đang lưu thông ở trên cái đường Lê Văn Lương kéo dài. Và hôm nay Minh Toàn cũng chia sẻ với quý vị và các bạn luôn là Minh Toàn chia sẻ với quý vị và các bạn với tư cách là một người là đi khám phá thôi chứ không phải là một hướng dẫn viên du lịch. Chúng ta đang đi trên cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài. Và trên trục đường này có các cái nhà chờ cho xe buýt nhanh, tức là buýt BRT của thủ đô Hà Nội. Tuyến xe buýt nhanh này thì hoạt động không có hiệu quả. Về cá nhân của Minh Toàn cảm giác là như thế. Đây quý vị bạn có thể thấy là trên cái đường này thì dành hẳn riêng một cái làn cho xe buýt nhanh. Và trước mặt quý vị bạn là cái nhà chờ cho xe buýt nhanh. Chiếm rất là nhiều diện tích quý vị bạn. Và khi mà quý vị bạn có về Hà Nội thì mà đi lượn đường hoặc là đi xe ôm thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Thì ở Hà Nội này, như quý vị bạn ông vừa thấy là có những thanh niên không đội mũ bảo hiểm, cởi trần, đi đường đánh võng rất là ác. Đường Lê Văn Lương kéo dài này thì nó đi thẳng lên, nó là Lê Văn Lương quý vị và các bạn ạ, đường Lê Văn Lương của Hà Nội. Ở trên đường Lê Văn Lương này thì bây giờ rất là nhiều nhà cao tầng được xây dựng lên, nhiều chung cư, nhiều trung tâm. Ở Hà Nội hiện giờ là 21 giờ hơn buổi tối. Đây là xe buýt nhanh BRT. Như các bạn cũng thấy là trên buýt nhanh thì cũng không có nhiều người. Ở Hà Nội này thì các bạn nữ về mùa hè này buổi tối ăn mặc rất là mát mẻ đi trên đường.
và trước mặt của ông ta đấy là cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ giao giữa đường Lê Văn Lương và đường Nguyễn Xiển. Thì bây giờ Minh Toàn xin mời quý vị và các bạn chúng ta rẽ trái để chúng ta đi lên cái phố đèn xanh đèn đỏ hay đèn mờ của Hà Nội. Khi mà các bạn lưu thông trên đường Hà Nội, các bạn cũng chú ý nhé, ngay các đèn xanh đỏ thì khi mà các bạn ở xa mới về Hà Nội thì chúng ta cũng nên lưu thông, tham gia giao thông cẩn thận, bởi vì Hà Nội bây giờ khi mà dừng đèn xanh đèn đỏ thì rất là nhiều người mà người ta không tuân thủ theo quy định của giao thông đâu. Chúng ta đang lưu thông trên đường Nguyễn Xiển. Đường Nguyễn Xiển và đường Phạm Hùng nối liền nhau ấy. Chỗ đèn xanh đèn đỏ kia là đến đèn xanh đỏ là chúng ta rẽ trái ở rẽ phải để chúng ta lên cái phố sung sướng. Phố mà đàn ông hay tìm đến ở thành phố Hà Nội này. Đây, chúng ta rẽ phải ở đây. Và trước mắt quý vị các bạn là cái trung tâm thương mại Big C Thăng Long. Đây thì mời quý vị bạn chúng ta hãy đi thẳng nhé. Đây là giao giữa đường Nguyễn Cánh, Hoàng Minh Giám và Nguyễn Chí Thanh. Và bây giờ là 21 giờ hơn giờ Hà Nội. Nhưng mà quý vị và các bạn cũng quý vị và các bạn cũng có thể thấy là trên đường lưu lượng người tham gia giao thông đang còn rất là đông.
Và vừa rồi Minh Toàn có được một cái anh đi xe máy, anh lên anh hỏi là có đi gái hay không. Cái ngã tư này là ngã tư giao giữa Nguyễn Chí Thanh và Hoàng Đạo Thúy rồi các bạn ạ. Và đây là con phố Nguyễn Chí Thanh. Thì như quý vị và các bạn biết là con phố Nguyễn Chí Thanh là một trong những con phố gọi là phố sung sướng dành cho đàn ông. Và cũng không biết là dành cho đàn ông hay là cả đàn ông cả phụ nữ nữa. Đấy, các bạn thấy có những xe đi ngược chiều và không tuân thủ giao thông đâu. Nên chúng ta lưu thông, chúng ta hãy chú ý trên đường nhé. Ở ngoài mặt phố Nguyễn Chí Thanh thì cũng ít các cái nhà nghỉ, nhưng mà ở đường Nguyễn Chí Thanh này khi mà quý vị và các bạn đi vào các cái ngõ thì có các cái nhà nghỉ và có các cái em rất là nhiều em gái xinh tươi. Thì bây giờ Minh Toàn xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy thâm nhập vào một vài cái ngõ ở trong phố Nguyễn Chí Thanh này nhé. Đây, nếu mà chúng ta rẽ trái là chúng ta đi cầu Giấy, còn rẽ phải chúng ta đi ngã tư Sở. Mà bây giờ Minh Toàn cũng sẽ đi xâm nhập vào một vài cái ngõ ở đường Nguyễn Chí Thanh này để xem cái sự tình mà ở dân Hà Nội đồn đường Nguyễn Chí Thanh là đường sung sướng thì cụ thể nó như thế nào các bạn nhé. Đây là chúng ta đang đi vào cái phố Trung Kính. Trong này thì các bạn có thể thấy rất là nhiều em gái xinh tươi, mát mẻ, tầm quất. Trong này thì có rất là nhiều nhà nghỉ các bạn ạ, mà nhà nghỉ toàn là những nhà nghỉ mà đi nhanh thôi.
có thể là quý vị bạn có thể nhìn thấy một số cái nhà nghỉ cũng như là massage mà mình toàn cũng không dám bình luận. Đây là đường ngọ ra phố Trần dưới Hưng luôn. Và chúng ta đang lưu thông trên đường Nguyễn Chánh. Thì như quý vị các bạn biết là ở cái đường mà đường Trần Duy Hưng là một trong những cái tuyến đường được mệnh danh là phố đèn xanh đèn đỏ hay là đèn mờ của thủ đô Hà Nội.